Bốn loại thần dược chữa hiếm muộn từ thiên nhiên cập vợ chồng nào đang hiếm muộn do các vấn đề về tinh trùng ở nam giới thì vẫn có thể cải thiện vấn đề này. Các ông bố hãy thử dùng bốn loại thực phẩm sau đây, rồi một ngày đẹp trời nào đó sẽ đến, bạn qua bà xã bất ngờ được biết trước bố mẹ. Nước rau ngót cho chồng yếu tinh trùng. Theo y học dân gian, rau ngót giàu giá trị dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của bạn. Trong rau ngót cũng chứa nhiều các hợp chất có thể tăng chất lượng và số lượng tinh trùng. Chỉ cần uống 2 cốc nước rau ngót xay sống hoặc 300ml giặt sánh, xanh ngắt mỗi ngày là có thể chữa vô sinh cho những quý ông có tinh trùng yếu. Đồng thời, lá rau ngót còn có nhiều hợp chất giúp khơi dậy tiềm năng và khả năng tình dục cho đàn ông. Rau ngót còn chứa một nhóm hợp chất có tác dụng như hóc môn sinh dục, có thể tạo hương phấn tình dục, vì thế nó cũng tốt cho phụ nữ. Lá hẹ chữa xuất tinh sớm. Theo đông y, lá hẹ có vị hơi chua, hăng, tính ấm, có tác dụng trợ thận, bổ dương, ôn trung, hàn khí, tán huyết, giải độc, cầm máu, tiêu đờm. Thường xuyên ăn canh hẹ sẽ giúp nam giới cường tinh lực, bồi bổ gan thận. Lá hẹ cũng rất tốt đối với phụ nữ có thai khi bị nhiễm lạnh, phụ nữ sau khi sinh bị chóng mặt. Với 0,5 kg rau hẹ tươi và lấy nước, uống ngày 2 lần trong một tuần, các quý ông có thể chữa được chứng viêm mộc tinh, xuất tinh sớm, liệt dương. Nếu các bạn đã phân vân ăn gì để chữa vô sinh, các chị em hãy trông cho chồng ăn các món có như cháo hẹ, rau hẹ xào đương, rau hẹ xào tôm nọn, hẹ xào. Tất cả các món này để tốt cho việc điều trị chứng xuất tinh sớm, giúp quý ông nhanh chóng được lên chức bố. Giá độ giúp tinh trùng không bị phóng cục. Đối với nam giới, chất bổ dưỡng quan trọng để gia tăng khả năng sinh sản là vitamin C và kẽm. Vitamin C là chất chống oxy hóa có mặt trong huyết tương của tinh trùng, giúp tinh trùng không bị vón cục và dính kết, vì vậy làm tăng cơ hội thụ thai. Trong giá độ có đủ chất dinh dưỡng, dầu protein ngang với sữa, nhưng lượng calo lại rất thấp, nhiều vitamin, đặc biệt là kẽm, omega 3, vitamin B2, vitamin C, vitamin B12. Sau khi ngâm thành giá thì giá trị dinh dưỡng tăng cao. Vitamin B12 tăng 2 đến 4 lần, carotene tăng 2 lần, vitamin C tăng 40 lần, vitamin B12 tăng 10 lần. Chính vì vậy, với các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, giá độ chính là thức ăn chữa vô sinh rẻ tiền và hiệu quả. Hãy ăn điều đặn giá độ trong bữa cơm hàng ngày để hưởng các lợi ích nó mang lại cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, bạn nên tự làm giá độ hoặc mua ở những cơ sở ủ giá đảm bảo chất lượng để không bị nhiễm độc cho người, làm ủ giá bằng thuốc. Mật ong chữa vô sinh. Mật ong từ xưa tới nay đã được sử dụng như là một loại chất sinh học, có nhiều công dụng chữa bệnh và rất tốt cho sức khỏe con người. Theo các nghiên cứu và ứng dụng từ nước ngoài, gần đây mật ong còn được biết đến với công dụng chữa vô sinh vô cùng mới mẻ. Nhiều mật ong với thời gian dài có thể giúp tinh trùng khỏe mạnh. Những người có nguy cơ yếu tinh trùng nên thường xuyên dùng 2 muỗng mật ong trước khi ngủ. Tại Trung Hoa, Nhật Bản, một số nước khác, vùng Viễn Đông, đối với các phụ nữ không thể đầu thai từ nhiều thế kỷ, đã được khuyên dùng bột quế để giúp cho buồng trứng và tử cung cải thiện dễ thụ tinh, mang bầu. Có một trường hợp được ghi nhận tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Cặp vợ chồng cưới nhau 14 năm không có con và họ gần như tuyệt vọng. Nhưng khi được mách bảo phương pháp dùng mật ong và bột quế, hai vợ chồng đã cùng áp dụng phương pháp trên. Chỉ vài tháng sau, người vợ đã mang thai và sinh đôi với 2 đứa.